Hello mọi người, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Vincent. Thì thực ra Vincent đã từng làm một series về những vấn đề liên quan đến tăng chiều cao, nhưng mà nó có một vấn đề mà mình nhận thấy rằng là sau cái series đó thì rất là nhiều bạn đến với kênh của Vincent và hỏi về cái chuyện là tại sao là em không cao, tại sao nhà em có điều kiện, hay là thậm chí có một vài bạn phụ huynh cùng cái lứa tuổi của Vincent, hay thậm chí là một vài anh chị lớn hơn bắt đầu có những người con là sinh vào những cái năm đầu 2000 chẳng hạn, thì có được cái thời điểm là thời điểm vàng về phát triển chiều cao, nhưng con cái của họ lại không có cao lắm, mặc dù là có những người thì cha mẹ cũng có chiều cao rất là tốt so với chiều cao trung bình, hay là thậm chí là có những người mà có được cái điều kiện về mặt dinh dưỡng, về những cái vấn đề này vấn đề kia. Thì nếu mà xét trên cái tổng thể về mặt chiều cao của thanh niên Việt Nam nói chung thì chúng ta có được cái sự tăng trưởng, nhưng nó lại chưa đạt được cái sự mong muốn. Và sau những cái câu hỏi thắc mắc của các bạn thì Vincent cũng tìm lại dữ liệu, cũng xem báo chí này kia, thì dường như chúng ta là đang có hiện tượng chững lại về mặt chiều cao, mặc dù thì kinh tế chúng ta mỗi ngày một tăng lên, cuộc sống mỗi ngày một tốt hơn, thông tin tri thức cũng mỗi ngày là có thêm rất là nhiều những thông tin bổ ích ở trên online để các bạn có thể tự học được. Thì Vincent làm cái video ngày hôm nay để có thể nói là trao đổi với các bạn, hay là chia sẻ góc nhìn của Vincent về những vấn đề là tại sao thanh niên Việt Nam thì lại không đạt được cái chiều cao như là mong muốn, hay là thậm chí là chúng ta tại sao lại thua sút những cái nước bạn xung quanh. Điều đầu tiên xét về cái yếu tố về mặt chỉ số thì Việt Nam nếu mà ở trong Đông Nam Á thì đứng đâu đó khoảng thứ 3 và thứ 4. Nó có những bảng xếp hạng thì chúng ta đứng thứ 3, nhưng có những bảng xếp hạng chúng ta đứng thứ 4. Chúng ta thường là thua Thái Lan, thua Singapore, và có một cái đối thủ mà có thể nói là cạnh tranh gay gắt với chúng ta ở cái khoản phát triển chiều cao đó là Malaysia. Nhưng so với những cái nước mà thuộc cái nhóm là Đông Á như là Hàn Quốc, như là Nhật Bản, như là Trung Quốc thì chúng ta lại bị thua sút khá là xa, đặc biệt là chúng ta dường như là cùng một cái điểm xuất phát về mặt kinh tế. Nếu các bạn nhìn sang những cái nước Đông Á khác như là Hàn Quốc thì họ có cái chiều cao trung bình rất là tốt là 1m69,3cm, và chiều cao của nam giới Hàn Quốc rất là cao, 1m75,5, đó là chiều cao trung bình, và nữ giới là 1m63,2cm. Và nó có một cái đất nước mà ngay cạnh sát trên chúng ta, đó là đất nước Trung Quốc, thì có cái chiều cao thậm chí còn vượt trội hơn so với lại Hàn Quốc, đó là chiều cao trung bình 1m69,3. Để trả lời câu hỏi là tại sao thanh niên Việt Nam thì bị chững lại về mặt phát triển chiều cao, không đạt được cái sự tăng trưởng như là chúng ta mong muốn, cái yếu tố đầu tiên theo cái ý kiến của Vincent đó là cái chuyện là chúng ta chưa có được cái sự nhận thức hay cái sự hiểu biết đúng đắn về vai trò của protein. Ở đây phải nói tới là vai trò của thịt, cá, trứng, những loại thức ăn mà chứa protein hoàn chỉnh, complete protein, tức là nó bao gồm đầy đủ 9 loại axit amin và nó phải có một cái lượng axit amin đủ lớn. Ở đây phải nói kể cả là về mặt liều lượng nữa, chứ không chỉ là về mặt số lượng, tức là chất lượng protein, liều lượng axit amin và cái gọi là số lượng mà bạn có thể cung cấp đầy đủ ở trong ngày. Thì theo khuyến nghị của WHO thì một người trưởng thành cần phải có được khoảng từ 1,6 đến 2,2 gram trên 1 kg cân nặng. Nhưng các bạn đừng quên rằng một người trưởng thành đã phát triển đầy đủ nó sẽ rất là khác với một người đang trong độ tuổi trưởng thành, là tại vì nhu cầu của cơ thể để sử dụng protein không chỉ cho phần cơ bắp mà cho rất là nhiều những cái quá trình sinh hóa khác ở trong cơ thể, kể cả là tóc, móng, những cái mô kết nối, dây chằng, sụn, rất là nhiều những cái thứ ở trong cơ thể là được xây đắp lên bởi protein. Và để xây đắp những thành phần này thành phần kia thì nó đòi hỏi một lượng amino acid rất là lớn và phải cung cấp
ở những cái bữa ăn nhất định mà nó có được cái sự tổng hợp của tất cả những cái loại amino acid thiết yếu. Và để mà làm được điều đó thì chúng ta phải gia tăng cái chất lượng bữa ăn, ở đây là thêm thịt, thêm trứng, thêm cá, thêm trứng, thêm sữa. Thậm chí là nếu mà bạn chọn theo cái đường lối là ăn chay thì bạn cũng phải cung cấp những cái loại protein từ thực vật như là đậu nành, như là quinoa, để các bạn có được một cái lượng protein ở đây là đầy đủ và hoàn chỉnh. Nhưng các bạn cũng đừng quên rằng là ở trong bữa ăn của các bạn ở thời điểm hiện tại, như Vincent quan sát từ cái số lượng học viên, từ những cái nghiên cứu thêm hay từ cái quan sát ở trong cuộc sống, thì chúng ta thường là thiếu đi những cái dạng protein theo cái dạng chất lượng như thế. Mình cũng phải nói thêm là bữa ăn Việt Nam, chế độ ăn Việt Nam là một chế độ ăn cân bằng, lành mạnh. Nhưng ở đây phải xét tới cái chuyện là bổ trợ cho cái chuyện phát triển chiều cao. Yếu tố thứ hai thì đối lập với cái chuyện chúng ta là thiếu đi lượng protein hoàn chỉnh, chất lượng cao ở trong bữa ăn đủ về mặt số lượng, thì chúng ta lại có một thành phần mà người Việt đang sử dụng rất rất là nhiều, đó là đường. Người Việt hiện tại đang sử dụng cái lượng đường gấp đôi lượng đường khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Và chắc mình không phải nhắc lại là những cái tác hại của cái chuyện là sử dụng quá nhiều đường, nó có thể gây ra những nguy cơ về mặt béo phì, nguy cơ về những cái bệnh liên quan đến tim mạch, hay là rất là nhiều những cái vấn đề mà một cái sản phẩm đường tinh luyện như thế các bạn sử dụng quá nhiều, nó sẽ gọi là gây ra rất là nhiều những cái ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Nhưng đối với những cái bạn mới lớn thì khi các bạn sử dụng những cái sản phẩm quá nhiều đường thì thường những sản phẩm này sẽ đi kèm với rất nhiều những cái thành phần khác nhau, và những cái thành phần đó lại thường mang cái tính chất là estrogenic, tức là mang cái tính chất của hormone estrogen. Và để mà các bạn có thể phát triển được chiều cao thì cái chuyện là testosterone, cái chuyện lượng testosterone được sinh ra và nó được phát huy hết cái sức mạnh của nó rất là quan trọng, hơn cái chuyện là cái hormone estrogen nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ ngăn chặn những cái tác dụng của testosterone. Và các bạn đừng quên rằng là hormone estrogen thì nó sẽ gây tích trữ mỡ, nó sẽ gây tích trữ nước, nó sẽ làm cho cơ thể của các bạn có thể nói là phát triển về mặt chiều ngang. Và khi bạn phát triển về mặt chiều ngang thì các bạn sẽ khó phát triển về mặt chiều dọc, về mặt chiều cao. Ở đây mình dùng một cái ví dụ minh họa như vậy. Còn để mà phân tích về mặt hormone hay về mặt sinh lý, về chuyện là tăng chiều cao thì nó sẽ phức tạp hơn thế rất là nhiều. Nhưng đây là những yếu tố mà có thể nói là các bạn cần phải để ý là ở trong cuộc sống các bạn đã ăn thiếu chất đạm mà chất lượng cao, chất đạm đủ để phục vụ cho cái mục tiêu phát triển của bạn, thì các bạn lại còn tăng cường những cái chất như là chất đường, những cái chất như là thức ăn nhanh, như là sản phẩm mà chế biến công nghiệp, nó mang cái tính chất là estrogenic, mang cái tính chất mà ngăn chặn những cái tác dụng của testosterone, hay là thậm chí còn làm giảm testosterone. Thì cái này là một cái mà mình cũng phải nói thêm để cho các bạn có cái tinh thần cảnh giác. Hãy tăng những cái tốt như là cái lượng protein mà tốt, và hãy làm giảm đi những cái yếu tố có thể gây hại. Tất nhiên ở đây thì các bạn còn trẻ thì các bạn có thể ăn uống cái này cái kia để thoải mái, để tận hưởng, nhưng các bạn đừng quên rằng là đừng lạm dụng nó quá. Một yếu tố tiếp theo là liên quan chặt chẽ đến cái nghề của Vincent, đó là cái yếu tố tập luyện. Và ở đây phải cụ thể nói là tập luyện kháng lực, tức là các bạn mang vác, các bạn kéo, các bạn đẩy những cái trọng lượng mà đủ để tạo thành kích thích cho cơ thể của các bạn, để từ đó cơ thể của các bạn thích nghi và phát triển. Thì ở những cái trường phổ thông ở thời điểm hiện tại của Việt Nam thì vẫn có một cái quan điểm là tập tạ sẽ lùn, hay là tập kháng lực sẽ lùn, hay là mang vác nhiều quá những cái trọng lượng ở bên ngoài, những cái khối lượng vật nặng ở bên ngoài thì nó sẽ khiến bạn lùn. Thì nếu mà bạn tuổi nhỏ, bạn không có đủ dinh dưỡng và bạn phải lao động mệt mỏi rất là nhiều, tức là lao động rất là nặng, thì cũng có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức phát triển của các bạn. Vai trò của tập luyện kháng lực nó không chỉ là cái vai trò về cái chuyện tăng trưởng cơ bắp. Mình cũng phải nhắc lại là kênh này không phải là kênh thể hình. Các bạn hướng tới cái chuyện tập tạ, hay là các bạn hay dùng cái từ là tập gym ấy, các bạn chỉ hướng tới cơ bắp, đó là một cái sai lầm. Một cái tác dụng rất là tuyệt vời của cái chuyện tập tạ, nó là tạo ra cái kích thích
để phát triển cái hệ cơ xương khớp của các bạn. Mình phải nói rõ ở đây là hệ cơ xương khớp chứ không phải là cơ bắp nói riêng. Và ở đây khi mà các bạn muốn tăng trưởng chiều cao thì cái sự phát triển của cơ xương khớp đồng đều với nhau nó rất là quan trọng. Để mà phát triển toàn diện thì cái chuyện cơ xương khớp nó phải phát triển đồng đều. Đó là lý do cái chuyện bạn tập tạ nó sẽ mang lại cái điều đó, là tại vì bạn tập luyện đúng cách, bạn gia tăng được độ linh hoạt, bạn gia tăng được cái biên độ chuyển động của khớp và bạn tạo ra cái kích thích đủ lớn để cơ thể của bạn phát triển một cách tổng thể. Và nếu nói yếu tố nào có thể tác động đến cái bộ gen của chúng ta nhiều nhất thì yếu tố tập luyện chính là một cái yếu tố mà tạo ra cái kích thích bắt buộc cơ thể các bạn phải thích nghi, phải tìm cái cách để hồi phục sau tập luyện, và nhờ đó cơ thể chúng ta sử dụng dinh dưỡng tốt hơn, có cái tính là điều hướng về mặt dinh dưỡng. Và cái yếu tố này rất là quan trọng hơn cái chuyện các bạn cứ nghĩ rằng là các bạn cứ ăn thật nhiều, ăn thật tốt hay các bạn ngủ thật là sâu là các bạn sẽ đảm bảo cái chuyện các bạn phát triển được. Các bạn có thể hình dung là cái chuyện là các bạn ăn dinh dưỡng hay là các bạn ngủ đủ sâu thì cơ thể phải cần những cái kích thích khác nữa để cơ thể có thể sử dụng dinh dưỡng, có thể sử dụng những cái mà bạn tạo ra như là giấc ngủ tốt để phục vụ cho mục tiêu phát triển. Thì cái chuyện tập luyện nó giống như là một cái công cụ về mặt gọi là kích thích chuyển hóa, kích thích trao đổi chất, kích thích cái sự thay đổi của cơ thể. Và ở đây là kích thích toàn bộ những cái yếu tố mà Vinson cũng đã đề cập trong những giáo trình, đó là xương tạng, gân cơ, những cái yếu tố mà rất là quan trọng với cái chuyện là phát triển thể chất. Các bạn có thể quan sát những cái đất nước mà có chiều cao hơn chúng ta như là Nhật Bản, như là Hàn Quốc, thì nó có một cái phong trào rất là nổi bật ở những đất nước đó, đó là phong trào tập luyện thể hình. Tất nhiên không phải khuyến khích các bạn trở thành vận động viên thể hình, nhưng cái lối sống của những cái người mà hướng tới cái chuyện tập luyện kháng lực để xây dựng cái tổng thể cơ thể của họ, hay là cái hình thể, hay là cái nền tảng thể chất của họ, thì là một cái yếu tố rất là tốt cho cái chuyện phát triển chiều cao. Mình cũng phải khuyến khích tất cả những cái bạn trẻ đang ở trong cái giai đoạn phổ thông hay là đang ở trong cái giai đoạn lớn thì các bạn nên tập luyện kháng lực, kể cả nam kể cả nữ. Nữ mà tập luyện kháng lực thì cũng có những cái lợi ích về mặt phát triển chiều cao không thua gì nam giới. Và mình cũng phải nhắc lại là nữ giới tập tạ nó sẽ không thô, nó sẽ không to, nó sẽ không trở thành một người nam được đâu. Các bạn nữ giới, các bạn tập luyện đúng cách thì các bạn vẫn có được cái vóc dáng còn đẹp, còn tốt cho cái chuyện phát triển sau này của các bạn nữa, là tại vì nữ giới thì sẽ gọi là có thể nói chững lại về mặt phát triển hình thể khá là sớm, thậm chí là 18 tuổi là các bạn hết cao được rồi. Đối với rất là nhiều bạn, có những bạn còn 16 tuổi đã hết cao. Nó đến từ cái yếu tố là các bạn không có được cả những cái chương trình về mặt huấn luyện đầy đủ như tập luyện, dinh dưỡng, nghỉ ngơi, lifestyle, thì các bạn hãy thêm vào trong cái chuyện tập luyện hàng ngày của các bạn. Các bạn nữ mà xem cái video này thì các bạn có thể biết là tới lúc này thì các bạn đều biết rằng các bạn đều gặp những cái điểm yếu, như là các bạn ăn rất là ngại ăn thịt cá, trứng sữa mà đủ cho cái cơ thể của các bạn phát triển này. Rồi các bạn này hay sử dụng những sản phẩm mà có tính chất là estrogenic, tức là các bạn vốn đã là một cái giới mà có rất là nhiều estrogen rồi, nhưng các bạn lại sử dụng thêm những cái sản phẩm để tăng cái lượng estrogen thêm, thì nó làm chững lại quá trình phát triển của các bạn. Và các bạn lại không có tập luyện, ở đây là tập kháng lực, vì các bạn sợ thô to. Cái điều này là các bạn phải thay đổi nếu các bạn muốn phát triển chiều cao được tốt hơn. Còn chắc chắn thì các bạn phải cần có một lối sống lành mạnh để phục vụ cho cái chuyện học tập, phục vụ cho cái chuyện là các bạn có được một cái sức khỏe tốt để các bạn có thể phát triển được toàn diện ở rất là nhiều khía cạnh khác nhau ở trong cuộc sống, chứ không chỉ là khía cạnh về mặt hình thể, nhưng cũng đồng thời nó sẽ hỗ trợ cho cái chuyện bạn phát triển hình thể rất là tốt. Và ở đây mình phải nhấn mạnh lại là tập luyện, dinh dưỡng, nghỉ ngơi, lifestyle nó phải tạo thành một chuỗi với nhau. Và khi mà bạn tối ưu được rất là nhiều khía cạnh như vậy thì chắc chắn bạn sẽ có được một cái hình thể tốt nhất
và bạn có được một cái chiều cao mà có thể nói là thậm chí sẽ lớn hơn rất là nhiều những cái gì mà bạn có thể là đạt được từ cái chuyện là bạn ỷ lại vào cái chuyện bộ gen, hay là bạn quá mệt mỏi với cái chuyện là bạn nghĩ rằng bạn không thể cao thêm do bạn có một bộ gen không tốt chẳng hạn. Và một yếu tố rất là quan trọng nữa trước khi kết thúc video Vincent phải nói là cái chuyện xây dựng nền tảng thể chất hay là phát triển hình thể hay là phát triển tư duy, nó giống như cái chuyện các bạn đi học vậy, nó cũng cần phải có sự kiên trì, cần phải có sự đều đặn và cần phải có sự kiên nhẫn, chứ nó không phải là những cái mà có thể giúp các bạn là thay đổi trong vòng 3 tháng, 6 tháng. Hãy tìm cái cách để có thể có được một cái lối sống có tập luyện, có dinh dưỡng, có nghỉ ngơi đầy đủ và phục vụ cho cái chuyện xây dựng sức khỏe, thể chất, tinh thần và trí tuệ của các bạn, để các bạn có thể có cái sự phát triển toàn diện, thì chắc chắn các bạn sẽ đạt được cái điều các bạn mong muốn. Video này thì mình sẽ kết thúc ở đây. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên like, share, subscribe nếu các bạn chưa subscribe để ủng hộ kênh. Và hãy để lại cái ý kiến của các bạn dưới phần bình luận để Vincent cùng với các bạn và những bạn khác thảo luận thêm rất là nhiều chủ đề khác nhau của fitness. Video này mình sẽ kết thúc ở đây. Rất là cảm ơn mọi người một lần nữa.